cho người một cấp nhận 1250 tục cần có ký hiệu là BCMC1 nghe tất cả các bạn. Thì con này gấu 3 gấu đã phân phối và bạn nào nó làm gấu 2 chưa phân phối thì nó trong chương trình đó, trong giai đoạn phân phối nghe tất cả các bạn. Để tham gia dán này các bạn click phần link mô tả, mình bấm nút chat để chat bot nè bạn. Và các bạn lướt cấp tra nghe các bạn. Sau khi lướt cấp tra xong thì nó ra một cái giao diện như gì, thì đầu tiên các bạn đăng ký một cái website là Bifori CoinMarketCap các bạn, vì mình đã giao một mình đã là ơi giao hai mình đã làm rồi các bạn. Rồi các bạn cho anh tiếp kênh support Facebook các bạn, like nha các bạn, subscribe kênh YouTube, like share nè. Thì cái này thì mình chưa làm nên mình làm các bạn. Rồi các bạn nhấp vào đây, rồi các bạn nhấp vào bài viết của nó nè các bạn. Rồi các bạn chia sẻ nha các bạn. Các bạn có thể chia sẻ lên Facebook hay là Zalo hay là Twitter gì tùy các bạn nha các bạn. Mình chia sẻ lên Twitter đi các bạn. Rồi các bạn đăng test nha các bạn. Sau khi các bạn đăng test xong thì các bạn chơi về một cái ấy. Rồi tiếp tục thì các bạn subscribe. Rồi các bạn bấm vào một subscribe new, subscribe to new Bifori CoinMarketCap này các bạn. Thì các bạn nào đã đăng ký một cái tài khoản ở trên trong web Bifori CoinMarketCap thì các bạn làm cho mình theo mình các bạn. Rồi các bạn lướt xuống nghe tất cả các bạn. Đâu rồi ta? Rồi subscribe thì các bạn điền lại cái địa chỉ mà cho nó nha các bạn. Rồi các bạn gì bấm vào nút subscribe thôi các bạn. Thank you. Rồi là nó cảm ơn mình các bạn. Rồi các bạn bắt đáp lên các bạn. Rồi tiếp tục thì các bạn cũng follow vào Twitter nha các bạn. Nó hai kênh Twitter, bấm vào nút mít đi tên nè các bạn. Rồi tiếp tục thì các bạn Bifori CoinMarketCap nha các bạn. Rồi các bạn gửi cho bot nè các bạn. Rồi tiếp tục thì các bạn điền lại địa chỉ ID là username tại Twitter của tất cả các bạn nha các bạn, MMO của các bạn. Rồi nó hỏi có đủ follow Facebook không thì các bạn bấm yes nha các bạn. Các bạn nhấp vào các bạn theo dõi nữa các bạn. Rồi các bạn tiếp tục gửi lại cái đường link profile Facebook của nó. Vì thông tin mình đã làm cái video nó bị lỗi nên mình làm lại các bạn, nên mình lấy cái username Facebook trên đây của mình nè các bạn. Các bạn copy lên nha các bạn. Follow profile Facebook của mình gửi cho nó nè các bạn. Do you subscribe YouTube, hỏi có đăng ký YouTube không, các bạn bấm yes nha các bạn. Khi interview YouTube bờ, rồi tiếp tục thì các bạn gửi lại cái đường link bờ lưu file YouTube cho nó nha các bạn. Thì các bạn nhấp vào kênh YouTube của bạn, các bạn copy các bạn, mình đã hướng dẫn các bạn nhiều lần rồi các bạn. Fan đường link bờ lưu file YouTube của mình nè các bạn. Rồi bạn dán vào các bạn. Tiếp tục thì một cái link này các bạn chia sẻ hồi nãy trên tờ Twitter. Các bạn đã share YouTube lên Twitter thì các bạn cũng copy lên các bạn. Hay là Facebook gì đó các bạn cũng copy lên các bạn. Rồi các bạn nhấp vào một ba chữ gạch nè, bạn nhấp vào một hồ sơ nè các bạn. Rồi các bạn bấm vào một chia sẻ nè các bạn. Rồi các bạn sao chép đến liên kết nha các bạn. Phong hành các bạn chờ mình chút xíu các bạn nhấp copy cái đường link bờ YouTube nó lại cái nãy. Thôi đi. Các bạn sao chép đến phong hành các bạn.
mình gửi lại một cái đường link YouTube của nó để mình chia sẻ lại các bạn, vì nó không có hiện thumbnail nên mình cố tình mình chia sẻ đăng lại cho nó hiện thumbnail nha các bạn. Các bạn chia sẻ trên đăng test nha các bạn. Các bạn có thể chia sẻ lên Facebook cũng được nha các bạn. Khoan các bạn, chờ một chút xíu nha các bạn. Rồi nhấp vào ba chữ gạch, chấp vào hồ sơ nữa các bạn. Hiện thumbnail coi. Sao kỹ ta. Không sao các bạn, các bạn cứ xếp liên kết hiện thumbnail cũng không thành đề. Rồi các bạn bắt đắp lại nha các bạn. Rồi các bạn bắt đắp vào nha các bạn. Bạn dán vào nè. Rồi nó hỏi bạn có đu YouTube Play, bấm Z nha bạn. Tiếp tục bấm Z luôn. Rồi tiếp tục bấm Z luôn nha bạn. Rồi tiếp tục thì các bạn đây thì mình đã nhận được. Các bạn bấm, các bạn copy địa chỉ IP của mình đi các bạn. Hiện tại nó trong chương trình này, nó dòng chữ này nó là trong chương trình bán hàng và free sale nè các bạn. Đây thì nó không cứ kêu mình khai báo địa chỉ IP nên mình khuyên các bạn ép cái địa chỉ IP vào đây đi nha các bạn. Mở ví chụp wallet, máy sale wallet, các bạn copy địa chỉ IP, các bạn gửi cho nó đi các bạn. I send for visitor, you wish that send. Rồi các bạn bấm balance check số cần kiếm được nha các bạn. Rồi vì mình đã nhận được 1200 token BCMC1. Đây là liên giáp của tất cả các bạn nha các bạn. Sau này mình sẽ cập nhật cái dự án này sau cho các bạn. Vậy chào tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn tất cả các bạn trong những video tiếp theo từ mình nhé.